Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Elon Musk sa thải phó tổng cố vấn của Twitter vì tham gia vào vụ kiện kiểm duyệt chiếc laptop của Hunter Biden. Hôm thứ 36 tháng 12, giám đốc điều hành Twitter ông Elon Musk cho biết Twitter sa thải ông James Baker, phó tổng cố vấn của Twitter và cũng là cựu viên chức của cơ quan FBI, do lo ngại về việc ông này tham gia vào việc ngăn chặn thông tin về chiếc laptop của Hunter Biden. Ông Musk viết trên Twitter rằng trước những lo ngại về vai trò có thể có của ông Baker trong việc ngăn chặn thông tin quan trọng đối với việc công khai những loại tin tức này, ông ấy đã bị loại khỏi Twitter trong ngày 6 tháng 12. Ông Musk không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc ông Baker rời đi hoặc vai trò của ông này tại công ty. Ông Musk trả lời một bài viết của ông Jonathan Turley, giáo sư luật đồng thời là nhà bình luận chính trị tại Đại học George Washington. Theo đó, ông Turley nhấn mạnh rằng ông Baker là cựu cố vấn của FBI, nhưng ông Baker không đưa ra bình luận công khai về việc ông rời khỏi nền tảng truyền thông xã hội này. Sự việc diễn ra vài ngày sau khi ông Musk cung cấp thông tin Twitter nội bộ cho nhà báo Matt Taibbi. Sau đó, nhà báo Taibbi công bố hồ sơ Twitter tập hợp thông tin chi tiết về các Twitter kiểm duyệt bài báo của New York Post về chiếc laptop của Hunter Biden vào tháng 10 năm 2020. Chỉ vài phút sau khi ông Musk xác nhận sự ra đi của ông Baker, nhà báo Taibbi viết trên Twitter rằng ông Baker là người chịu trách nhiệm xem xét và phát hành hồ sơ Twitter. Tin tức về việc ông Baker đang xem xét hồ sơ Twitter khiến tất cả những người có liên quan phải giật mình. Hiện nay, các phóng viên tiếp tục tìm kiếm thông qua tài liệu hồ sơ Twitter. Rất nhiều tài liệu ấn bản tiếp theo của hồ sơ Twitter sẽ sớm được xuất bản. Maryland cấm sử dụng TikTok trong các cơ quan của chính quyền. Hôm thứ 36 tháng 12, Thống đốc Larry Hogan cho biết tiểu bang Maryland đang cấm sử dụng TikTok và một số nền tảng mạng xã hội khác trong cơ quan hành pháp của chính quyền tiểu bang. Thống đốc Hogan công bố một chỉ thị an ninh mạng khẩn cấp để cấm sử dụng các nền tảng như TikTok khi cho rằng các ứng dụng có thể tham gia vào hoạt động gián điệp mạng và thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm không phù hợp. Ông Hogan cho biết trong một tuyên bố để bảo vệ hệ thống của chúng ta hơn nữa, chúng tôi ban hành chỉ thị khẩn cấp này chống lại các tác nhân nước ngoài và các tổ chức tìm cách làm suy yếu và chia rẽ chúng ta. Chỉ thị của Maryland được đưa ra một tuần sau khi thống đốc South Dakota, bà Kristi Noem cấm nhân viên tiểu bang truy cập TikTok trên các thiết bị của chính quyền với lý do TikTok có quan hệ với Trung Quốc. Thống đốc South Carolina, ông Henry McMaster, hôm thứ Hai cũng yêu cầu cơ quan hành chính của tiểu bang cấm TikTok khỏi tất cả thiết bị của chính quyền tiểu bang mà cơ quan này quản lý. Thống đốc Nebraska, ông Pete Rickett, thậm chí đã chặn TikTok trên các thiết bị điện tử của tiểu bang từ tháng 8 năm 2020. Cũng trong ngày thứ Ba, đại diện đảng Cộng hòa tại Quốc hội kêu gọi thống đốc Wisconsin, ông Tony Elver, xóa nền tảng video TikTok khỏi tất cả các thiết bị của chính quyền tiểu bang, gọi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia. Tháng trước, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Di sản Bảo thủ kêu gọi các viên chức chính phủ cấm TikTok hoạt động hoàn toàn ở Hoa Kỳ. Tuần trước, Giám đốc FBI Chris Wray cho biết Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng này để thu thập dữ liệu về người dùng tại Hoa Kỳ. California, thành phố Los Angeles có từ 1 triệu đến 3 triệu con mèo hoang. Thành phố Los Angeles có rất nhiều vấn đề cần giải quyết mà hiện nay có một vấn đề mới, đó là nhiều mèo hoang. Theo đài KTOA, các nhà hoạt động bảo vệ thú vật cho biết thành phố có 4 triệu dân nhưng có từ 1 triệu đến 3 triệu con mèo hoang. Bà Esmeralda Alvarez, một người chuyên đi cứu mèo hoang, cho biết nhiều người không hề biết thành phố có nhiều mèo hoang vì mèo thường ra ngoài lúc ban đêm và ít ai để ý. Bà Alvarez trong nghề cứu mèo hoang đến nay được 8 năm. Bà cùng nhiều người bảo vệ động vật khác tìm cách nhân đạo để giúp thành phố không có quá nhiều mèo hoang. Những biện pháp gồm sử dụng bẫy nhân đạo và đưa đến bác sĩ thú y để triệt sản rồi thả. Ông Drew Wahat, một người bảo vệ động vật, cho biết nếu đó là mèo, chưa bao giờ tiếp xúc với con người, chúng sẽ được thả và không thể sinh con vì đã bị triệt sản. Nếu là mèo con hoặc thân thiện với con người, chúng sẽ được giúp tìm chủ mới. Tuy nhiên, giúp đỡ mèo hoang càng ngày càng tốn kém và các nhà hoạt động khó lấy hẹn với bác sĩ để triệt sản mèo. Ngoài ra, mèo hoang sinh sản rất nhiều. Một đàn mèo có thể sinh đến 370.000 con mèo con trong vòng 7 năm. Những người chuyên cứu mèo hoang cho biết khí hậu ở miền Nam California và việc dễ tìm thức ăn là mèo hoang sinh sản nhiều.
Tuy vấn đề mèo hoang nghiêm trọng ở Los Angeles, các nhà hoạt động đang hy vọng vì vào tháng 12 năm 2020, hội đồng thành phố đã chứng minh được cách bắt, triệt sản, rời thả không gây nguy hiểm cho môi trường. Vào tháng 11 năm nay, Los Angeles có chương trình Citywide Cat Program hứa sẽ giúp đỡ 20.000 con mèo hoang mỗi năm trong 30 năm tới, nhưng các nhà hoạt động cho biết chương trình này khó lấy được chi phí. Tin từ Ohio, vợ chồng trăm tuổi qua đời cách nhau 20 giờ. Theo NBC News đưa tin, ông bà Herbert và June Malaco ở Ohio đều 100 tuổi qua đời cách nhau chưa đầy một ngày sau gần 80 năm chung sống. Sam Malaco, 76 tuổi, con trai của hai vợ chồng, hôm 7 tháng 12 chia sẻ câu chuyện bố mẹ mình đã dành những phút cuối đời bên nhau hồi tuần trước. Ông Sam cho biết vào ngày 30 tháng 11, bố Herbert của ông qua đời. Khoảng 20 tiếng sau đó, bà June cũng qua đời vào chiều 1 tây tháng 12 sau cuộc hôn nhân 79 năm và mối tình 81 năm giữa hai ông bà. Ông Sam chia sẻ, tôi cảm thấy buồn, nhưng có lẽ đó là điều không nên. Bố mẹ đã ra đi cùng nhau. Ông Sam kể rằng sau khi cùng gia đình tổ chức lễ tạ ơn vào cuối tháng 11, mẹ của ông bị ốm và phải nhập viện. Khi tới thăm vợ hôm 25 tháng 11, ông Herbert suy sụp và cũng phải nhập viện. Hai người đã ở cùng phòng bệnh vài ngày trước khi qua đời. Ông Herbert và bà June đều sinh vào tháng 7 năm 1922. Hai người yêu nhau 3 năm trước kết hôn hồi tháng 6 năm 1943 và có với nhau 3 người con, 7 người cháu cùng 11 người chắt. Mối tình hơn 80 năm của đôi vợ chồng 100 tuổi từng thu hút chú ý của truyền thông Hoa Kỳ. Trong dịp kỷ niệm đám cưới lần thứ 79, ông Herbert và bà June kể rằng bí quyết để duy trì mối quan hệ lâu dài của hai người là tránh tranh cãi. Ông Herbert từng chia sẻ, chúng tôi chưa từng cãi nhau. Nếu có tranh cãi, bạn có thể bỏ ra ngoài vài phút, sau đó quay lại đổi chủ đề và giải quyết bất đồng. Con gái Joe của hai vợ chồng cũng tiết lộ rằng bố mẹ mình luôn nắm tay và chúc nhau ngủ ngon mỗi tối. Bà Joe nói sau đó vào buổi sáng, bố mẹ rất vui khi nhìn thấy nhau, họ cười lớn để chào nhau. Tin từ Georgia, nhân viên nhà hàng bắn chết tên cướp có vũ khí để tự vệ. Cảnh sát cho biết một nhân viên nhà hàng ở Warner Robins đã bắn chết một tên cướp có vũ khí và đó là một hành động tự vệ. Trung sĩ Justin Clark của sở cảnh sát Warner Robins nhớ lại, khoảng 9 giờ 45 tối thứ ba có một cuộc gọi đến 911 để báo cáo về một vụ cướp đang diễn ra. Cuộc gọi đến từ nhà hàng American Philly and Wing trên đại lộ Watson. Cảnh sát cho biết nghi can Joshua Hickey, 23 tuổi, có ý định cướp tại địa điểm này. Theo trung sĩ Justin Clark, vào thời điểm đó thì một người đàn ông bước vào, sau đó được phát hiện là Joshua Hickey đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu. Anh ta có một khẩu súng lục bán tự động. Sở cảnh sát Warner Robins cho biết nghi can Hickey đã nhảy qua quầy hàng, cố gắng tìm đường đến một cánh cửa bên trong nhà hàng, ở bên trong khi chỉ súng đòi tiền. Đó là khi mọi thứ leo thang. Nghi can Hickey được cho là đã dùng súng lục đánh một nhân viên và sau đó hai người đàn ông tranh giành khẩu súng. Trung sĩ Justin Clark kể về cuộc ẩu đả. Nhân viên nhà hàng bị đánh ngã xuống đất sau khi cố gắng đứng lên. Người này rút khẩu súng thuộc sở hữu hợp pháp của anh ra bắn 3 phát về phía nghi can Hickey. Nghi can bị trúng 2 phát đạn và chạy trốn bằng bộ. Cảnh sát tìm thấy nghi can Hickey trên đường Vernon Drive và đưa anh ta đến bệnh viện, nơi anh ta được xác nhận chết. Theo khảo sát tội phạm quốc gia, hai loại tội phạm cụ thể gia tăng trong tháng 12, đó là cướp và ăn cắp cá nhân. Những loại tội phạm đó tăng 20% trong tháng cuối cùng của năm. Theo trung sĩ Justin Clark, dù bạn đang làm việc tại một doanh nghiệp hoặc chỉ đang đi mua sắm hoặc đi ăn ngoài nên chú ý vào mùa lễ này. Chú ý đến môi trường chung quanh, chú ý đến những người ra vào hoặc cửa ra vào và những thứ tương tự. Đài Macron đã đến nhà hàng nhưng nhân viên từ chối bình luận.